không có, xong rồi bắt đầu là anh em bắt đầu dùng chải đánh cái chiêu cuối, cái chiêu cuối liên đi. Mấy quan hệ không sao, hơi lắm mà cầm hết. Này nó hơi rầm. Võ Tòng bắt cá trong đồi thầy bu trong hồ của quăng là chạy xe đó nhưng thiệt đó nha quăng quăng ghét quá xuống dưới luôn, đứng xuống dưới luôn, nhảy xuống dưới luôn, quăng kia kìa, quăng mẹ xuống hồ. Con cá mày sợ dính chứ. Nhảy chứ. Cái này quăng quăng vô đây, vô đây, vô đây. Giờ cá cứ sừng câu của cũng lấy chài chụp con cá. Thôi ông bà ơi, không được, ông xanh ra. Con cá bắt chân tay à. Quăng không được cá. Quăng sao đỡ? Tung. Thằng cá chết. Quăng bốn người. Đúng rồi, bốn người. Quăng sao chú xuống cho quăng lại chú. Quay vòng vòng. Đúng rồi đó, là phổ biến cái cho chú. Đấy đấy. Bộ túc văn hóa. Biết biết. Quăng cá bể đầu. Thì ông kêu quăng cá bể đầu. Quá là đủ mấy con cá, một cái láp của nó kìa. Khủng. Cái đâu nữa. Tôi đó. Lọ bụng nó bậy quá rồi, phải bôi đen rồi. Quá là bất cung. Đây đây. Đây ai chùm cuối ra quăng mồi cho cá. Ê lọ quăng chài. Nhìn này thật là ngầu. Nó quăng ở đây nè. Quay rồi bắt cá lên lên trở lên khủng rồi. Nó chui đó nhiều lắm, nó không ở ngoài kia. Nó chui vô mắt rồi. Giờ nó bỏ nó chạy ra. Đập lấy cái gì ở dưới á, đập vô trong đó, nó chạy ra. Nó vô trong đó ngoài. Đi nghe nước nghe lâm đây võ tòng đâu quăng chài không quăng được mà đúng vậy mà cắt 1 2 3 giờ chui trong cái không à ít ra mà lắm lấy cây chọc 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 trong cái lùm cây. Đây 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 sao văn đi mẹ nó dính hai con. Con này lấu lấy được lưới nha. Đấy. Có phải chém không? Không. Lấy bỏ con cá. Lấy con cá đi, lấy con cá con phi. Cá con phi nè. Con cá gì đó? Cá chép có chép không? Có ba con. Giờ nằm trong đó hết trơn rồi. Cái gì? Dưa hồng hát xuống đi. Dưa hồng nó xuống nhỏ thử. Vô lộ bay. Có gì cá cha hả ta? Ừ. Còn này cá tra nè. Thả cá tra xuống luôn. Cá tra đó thì đâu chưa bị rồi. Cái gì hả? Cua phi này đã được rồi đó. Yên đúng rồi. Đi sâu rồi nó gì đó.
Ai cuốn xuống đây lấy cái. Nó vô trong nó hết rồi, nó khôn lắm. Nhìn giống cá mập quá à, không cuộc tác chiến để bắt cá. Cách quăng cho ba. Con cá chim. Dùng cái chai thôi. Nó chết chết về bệnh á. Anh ấy chọt thật là vãi. Anh đang chọt cho con rùa rồi. Đập nước á. Bây giờ tiếp tục quăng chai tập 2. Đang quay, quay cận cảnh luôn. Thì phần lại đây. Vô nó làm đề tài thiên nhiên. Thao tác quăng chạy ha, anh em chú ý tập kinh nha. Lấy mình quăng. Chút bôm đưa phần nha cho anh em. Đây đứng được nè. Chuẩn bị ha. Bắt đầu. Ôi ơi. Quá đỉnh. Mày chỉ đừng mướp thôi. Mẹ này gồm vài chục con. Bỏ ở không? Quá hay. Không có con nào cả. Không có con nào hết. Có con vô. Rồi đây cũng có con vô rồi. Lên con chú Hậu đi. Được, đúng một con và một cái bọc.